Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA Rafael Grossi hôm qua cho biết, cơ quan này đang nghiên cứu kế hoạch đảm bảo an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine, hiện do quân đội Nga kiểm soát. Phát biểu trong chuyến thăm tới nhà máy Zaporizhia, ông Grossi nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động để ngăn chặn một thảm họa. Ông cho biết tình hình an ninh tại nhà máy Zaporizhia không có dấu hiệu cải thiện, đồng thời bày tỏ hy vọng Nga và Ukraine có thể đạt được nhất trí về các nguyên tắc đảm bảo an toàn cho nhà máy. Trước đó cùng ngày, phái đoàn IAEA gồm 11 thành viên do ông Grossi dẫn đầu đã đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nhằm đánh giá tình hình an ninh của nhà máy. Ông Grossi cho biết ông muốn tự mình xem xét và đánh giá các thay đổi tại đây so với chuyến thăm đầu tiên của ông hồi tháng 9 năm 2022. Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu với tổng cộng 6 lò phản ứng. Nhà máy này đã hứng chịu nhiều cuộc pháo kích, gây lo ngại về nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân. Tháng 9 năm 2022, phái đoàn IAEA do ông Grossi dẫn đầu đã đến thị sát. Sau đó, cơ quan này đã công bố một báo cáo kêu gọi thiết lập một khu vực an ninh xung quanh nhà máy để ngăn ngừa các rủi ro hạt nhân bắt nguồn từ xung đột. Trong năm 2022, nợ công của Đức đã tăng mạnh lên mức cao nhất từ trước đến nay. Đây là các số liệu mới nhất được cơ quan thống kê Liên bang Đức Destatis công bố hôm qua. Số liệu của cơ quan thống kê Liên bang Đức cho thấy tại thời điểm cuối năm ngoái, tổng nợ công của liên bang, các bang và các thành phố cũng như bảo hiểm xã hội ở Đức đạt mức cao kỷ lục 2.367,3 tỷ euro, tương đương 2.567,3 tỷ đô la Mỹ. Nếu so với cùng kỳ năm 2021, con số này cao hơn 2%, tương đương 46,1 tỷ euro. Còn so với cuối quý 3 năm 2022, nợ công tăng 1,8%, tương đương 41,9 tỷ euro. Cũng theo Destatis, nợ công bình quân đầu người ở Đức hiện đang là 28.155 euro. Theo cơ quan thống kê Liên bang Đức, phần lớn khoản nợ gia tăng liên quan đến quỹ bình ổn kinh tế được chính phủ Đức ban hành năm 2020 để bù đắp các thiệt hại kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Năm 2022, quỹ bình ổn này đã được mở rộng với các khoản hỗ trợ hàng tỷ euro để khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng năng lượng. Các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong 3 năm qua đã để lại những hậu quả lớn đối với ngân sách công của Đức. Để đối phó với các cuộc khủng hoảng này, chính phủ Đức đã phải tăng cường vay nợ, khiến tổng các khoản nợ tăng tới 60% lên hơn 2.100 tỷ euro trong giai đoạn 2020-2022. Sau 3 năm không tổ chức hoặc chỉ tổ chức ở quy mô hẹp do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lễ Bun Pimay 2023 của Lào, hay còn gọi là lễ hội năm mới, sẽ được tổ chức ở quy mô lớn với đầy đủ các nghi lễ truyền thống. Mục đích là nhằm thu hút khách du lịch và từng bước khôi phục nền kinh tế sau đại dịch. Theo văn hóa Lào, Bun Pimay là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm và thường diễn ra vào trung tuần tháng 4 hàng năm do tính theo Phật lịch của Lào. Trong dịp Tết cổ truyền dân tộc năm nay, người dân Lào sẽ được nghỉ 5 ngày từ 14 đến 18 tháng 4. Họ sẽ được thỏa sức tham gia vào nhiều hoạt động thú vị như rước nàng chúa xuân, đi chùa cầu may, tắm tượng và té nước, một hoạt động không thể thiếu trong Tết cổ truyền của Lào. Tại thủ đô Viêng Chăn, cố đô Luông Pha Băng và nhiều tỉnh thành khác của Lào, công tác chuẩn bị đang diễn ra rất nhộn nhịp để chuẩn bị cho các hoạt động chính lễ. Nhiều tỉnh thành đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn để thu hút du khách trong và ngoài nước, qua đó kích cầu du lịch và thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch. Để hoạt động vui Tết đảm bảo an toàn, văn minh, chính phủ Lào đã yêu cầu người dân không lái xe khi uống bia rượu, không tạt nước bẩn, bột màu và nước đá lạnh, không mở nhạc quá to trong các khu vực quy định và phải tắt nhạc trước 10 rưỡi tối hàng ngày. Gần đây, Thái Lan liên tục bị bao phủ trong lớp khói mù và bụi mịn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và nhiều hoạt động khác. Trước tình trạng này, chính phủ Thái Lan đã đề nghị các nước láng giềng trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cùng hợp tác để giải quyết. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nói rõ, vấn đề bụi mịn cần phải được đưa vào chương trình nghị sự của ASEAN nếu muốn tìm giải pháp khắc phục triệt để. Ông cho biết chính phủ Thái Lan đã gửi thư tới hai nước láng giềng Lào và Myanmar đề nghị hợp tác, đặc biệt là việc cấm người dân đốt nương làm rẫy. Ngoài ra, ở trong nước, chính phủ cũng đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan phải tăng cường nỗ lực chống ô nhiễm khói mù. Ông kêu gọi nông dân Thái Lan cùng hợp tác bằng cách không đốt nương rẫy hay rơm rạ sau mỗi vụ thu hoạch. Theo chỉ số bụi mịn đo được, tỉnh Chiang Rai ở miền Bắc Thái Lan hiện đang có mật độ bụi mịn PM2.5 cao gấp 10 lần ngưỡng an toàn cho phép. Bộ Y tế Thái Lan cho biết từ đầu năm đến nay đã có hơn 1,3 triệu người dân nước này mắc các bệnh do ô nhiễm không khí.
Manzijas Niger là một quận thuộc thủ đô Cairo, rộng khoảng 5,54 km², được biết đến với cái tên thành phố rác của Ai Cập, bởi tại khu vực này, rác thải chất đầy khắp mọi nơi. Để nâng cao nhận thức về môi trường cho những mầm non tương lai, một lớp học dạy tái chế đang nỗ lực giúp cộng đồng giải quyết những thách thức về rác thải mà họ đang gặp phải hàng ngày. Từ khi còn nhỏ, cô Teresa Said đã sống bên cạnh những núi rác thải. Cô thường lục những túi rác để tìm đồ chơi và giấy để vẽ. Nhận thấy rằng tương lai của các em nhỏ tại khu mình sống cũng sẽ lặp lại tình cảnh tương tự, nên cô đã quyết tâm mở các lớp học từ thiện nhằm khuyến khích trẻ em trong khu vực học cách tái chế và bảo vệ môi trường. Sau khi nhìn thấy những khu phố khác, tôi quay trở về nơi mình sinh sống và đem theo giấc mơ dọn dẹp nơi này để những thế hệ sau có thể được sống trong môi trường sạch sẽ hơn. Đó là lý do tôi mở lớp học hướng dẫn phụ huynh và các em nhỏ học cách sống chung và giải quyết những vấn đề đang tồn tại, từ đó giảm lượng rác thải trong khu vực và mang lại lợi ích cho xã hội. Tổ chức từ thiện Mesa của cô Said thường tổ chức các lớp học tái chế hàng tuần cho 150 đến 200 trẻ em địa phương từ độ tuổi 6 đến 15 tuổi. Các em sẽ được học cách thu gom và phân loại rác thải như chai nhựa, bìa cứng, giấy và lon, sau đó học cách tái chế chúng và biến chúng thành những vật dụng có ích hay các tác phẩm nghệ thuật. Những hoạt động này giúp trẻ em kết nối với môi trường hơn và nâng cao nhận thức của các em. Thay vì tức giận khi sống chung trong môi trường toàn rác thải, thì lớp học sẽ giúp các em có thể tăng thêm giá trị cho những thứ tưởng chừng như để vứt đi đó. Em rất vui vì được học tái chế và điều đó tốt cho môi trường. Từ những hành động và việc làm đơn giản, cô Said mong rằng có thể truyền cảm hứng về tình yêu với môi trường cho trẻ em. Cô cũng hy vọng có thể mở rộng dự án này sang các khu vực khác ở Ai Cập trong tương lai. Thủ phủ Yakut của Cộng hòa Sakha ở Liên bang Nga là nơi nằm trên lớp băng vĩnh cửu, có nhiệt độ thấp nhất và ổn định nhất trên thế giới. Đây là điều kiện lý tưởng cho việc thiết lập các kho lạnh lưu trữ cho trái đất để truyền lại nguồn gen cho các thế hệ mai sau. Cơ sở lưu trữ hạt giống này của Viện Nghiên cứu Băng Vĩnh Cửu học mang tên Menikov có diện tích chỉ khoảng 50-60 m², nhưng hiện đang lưu giữ tới 13.000 lọ hạt giống khác nhau, chứa khoảng 100.000 hạt giống các loại. Cơ sở nằm ở độ sâu 12 m dưới mặt đất, là nơi lưu trữ các hạt giống thuộc họ đậu của nước Nga từ cuối những năm 70 và đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Nhiệt độ lý tưởng để bảo quản là từ âm 12 đến âm 10 độ C. Nhiệt độ ở đây thường xuyên được đạt ở mức âm 10 độ C và các hạt giống đã được bảo quản ngăn ngét 40 đến 50 năm. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra đặc tính của các hạt giống và nhận thấy có tới 80 đến 90% số hạt giống vẫn có chất lượng tốt, không bị nảy mầm. Ưu điểm của phương pháp bảo quản hạt giống dưới lớp băng vĩnh cửu ít tiêu tốn điện năng và giảm thiểu chi phí nhân công. Hiện cơ sở này đang lưu trữ cả những loại hạt giống hoang dã để phục vụ cho việc khôi phục cân bằng sinh thái. Hiện chính phủ Nga đang có kế hoạch đầu tư 1 tỷ rúp, khoảng 123 triệu đô la Mỹ để lưu giữ 1 triệu hạt giống, phòng trường hợp xảy ra các thảm họa thiên nhiên và công nghệ. Trong tương lai, hạt giống sẽ được lưu trữ trong các gói chân không 3 lớp, tiện dụng và bảo quản tốt hơn. Hôm qua, một công ty của Australia đã cho trình làng một viên thịt nhân tạo khổng lồ được tạo ra từ ADN của loài voi ma mút lông xoăn đã tuyệt chủng. Điều này mở ra cơ hội để mọi người có thể trải nghiệm những hương vị đã không còn tồn tại trong thời đại này, cũng như mở ra tương lai giảm sức ép săn bắn và chăn nuôi các loài động vật lấy thịt. Viên thịt khổng lồ được đặt tại Bảo tàng Khoa học Nemo tại thành phố Amsterdam của Hà Lan và do công ty thịt nhân tạo vào của Australia sản xuất. Loại thịt nhân tạo này được tạo ra từ tế bào cừu cấy thêm myoglobin, hai sắc tố trong bắp thịt của voi ma mút. Tuy nhiên, do chuỗi ADN của loài voi ma mút này không hoàn chỉnh, nên các nhà khoa học đã phải sử dụng thêm ADN từ loài voi châu Phi. Dự án này được vào thực hiện với mục tiêu tăng cường nhận thức của con người về thịt nhân tạo, qua đó coi sản phẩm này là lựa chọn thay thế bền vững cho các sản phẩm thịt truyền thống. Có hai lý do khiến chúng tôi chọn sản phẩm thịt viên ma mút. Thứ nhất là chúng tôi muốn tạo sự chú ý về loại thịt khác hẳn với loại thịt chúng ta đang có. Lý do thứ hai là ma mút là loài đã tuyệt chủng do biến đổi khí hậu, và chúng tôi muốn mọi người sẽ nhìn nhận về một tương lai khác khi chúng ta có thể ăn mà không gây tuyệt chủng giống loài. Sản phẩm thịt nhân tạo voi ma mút này được đánh giá có mùi giống thịt cá sấu, song sẽ phải trải qua nhiều cuộc kiểm tra nghiêm ngặt để đánh giá về độ an toàn khi sử dụng trước khi được tung ra thị trường.
Bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây cũng đã hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.